Hi. Xin chào các bạn đến với kênh Đại Lâm Mua Đồ Giò. Bình luận viên Tào Lao chào biết đâu Trần Hoàng Đại Lâm Bali. Đây là set thứ hai của cặp đấu thành phố Hồ Chí Minh 2 và các cô gái đến từ Đà Nẵng, đèo Hải Vân, cầu Sông Hàn và cầu Rồng. Còn có địa danh khu du lịch rất nổi tiếng Ngũ Hành Sơn. Bóng đá Đà Nẵng cũng rất nổi tiếng nha các bạn. Và hiện tại bây giờ các cô gái Đà Nẵng đánh bóng chuyền như thế nào đây? Đây là giải 44 bãi biển tổ chức tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Quá hay. Quá đáng tiếc. Một pha cứu bóng quá hay. Thì một pha đánh bóng ray ra ngoài. Không cảm giác. 4-0 nghiêng về cho thành phố Hồ Chí Minh 2. Ăn tiếp đi. Ăn từ từ, hồi nãy ăn không được. Một cú đánh bóng không qua lưới của các cô gái Đà Nẵng. 6-0. Một sáu. Các bạn thấy các cô gái chúng ta lăn lê bò lết cũng giống như nam thanh niên mình thôi các bạn à. Vì đam mê. Còn đây là các cô gái dự bị đến từ Đà Nẵng. Bốn tám. Các cô gái thành phố Hồ Chí Minh vượt trội hơn các cô gái của Đà Nẵng các bạn. Chín bốn. Một pha nỗ lực cứu bóng của các cô gái thành phố Hồ Chí Minh. Nắng lên quá rồi các bạn ơi, cháy da các cô gái của chúng tôi hết rồi.
Các bạn thấy không, làn da của thanh niên mình thì không sao nha các bạn. Các bạn biết là làn da nữ người ta nó tối thức kem thoa phấn đủ thứ, mà đi ra quanh cái này chết các bạn ơi. Phí tiền kem thí phấn qua các bạn ơi. Các bạn hãy thông cảm cho các cô gái chúng ta nha. Lăn lê bò lết, có khi chày chùa máu me ra tùm lum các bạn ơi. Đổi sân 11-6. Đây là cô công chúa Tú, huấn luyện viên trưởng của thành phố Hồ Chí Minh 2 và thành phố Hồ Chí Minh 1, bạn đến từ Bầu Cát Tà Bình và cùng các học trò. Một cú phát bóng mang điểm trực tiếp của các cô gái Đà Nẵng. 8-11. Quá ghê và quá ghê. Mười ba tám. Cú phát bóng mang điểm trực tiếp của các cô gái thành phố Hồ Chí Minh này. 14-8. Sau lưng Đại Lâm hiện tại bây giờ là các cầu thủ nam vừa kết thúc trận đấu thành phố Hồ Chí Minh này của Sang Mỹ Thúy, Bình Minh, Phạm Khôi, Thanh Bánh Mít Sóc Trăng và Thanh Cẩm Mỹ Đồng Nai vừa có chiến thắng tỷ số 2-1 trước Bà Rịa Vũng Tàu của Đăng Mớm, Nguyên Khải và Phong Liều. Quá ghê và quá ghê cho cô gái biên số 2 đường y, quá ghê, quá ghê, quá ghê. 15-9. Cú phát bóng mang điểm trực tiếp của thành phố Hồ Chí Minh 2. 16-9. Hội ý lần thứ nhất thành phố Hồ Chí Minh có hai đội nha các bạn. Đây là nhóm của thành phố Hồ Chí Minh 2. Còn cái nhóm bên đây là đang ngồi đây chờ cuộc chiến sắp tới là nhóm thành phố Hồ Chí Minh 1. Thành phố Hồ Chí Minh 1 do bà nội Loan dẫn đầu. Hả? Mười sáu chín.
bụng tốt. Mười một, mười sáu. Mười bảy, mười một. Một cú chắn bóng tốt của các cô gái đến từ Đà Nẵng sông Hàn. Mười lăm, mấy rồi, mười hai, mười bảy. Mười tám, mười hai. Nghiêng về cho các cô gái đến từ thành phố Hồ Chí Minh này. Cú chắn bóng tốt của các cô gái thành phố Hồ Chí Minh này. Mười chín, mười hai. Một pha phát bóng ăn điểm trực tiếp của các cô gái thành phố Hồ Chí Minh 2. 20-12. Tỷ số quá chênh lệch. Kết thúc giang đấu. Set thứ 2, cô gái thành phố Hồ Chí Minh thắng 21-12. Xin chúc mừng các cô gái đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Chúc cho tất cả mọi người luôn sức khỏe, an lành, may mắn trong cuộc sống nha, với đam mê của mình. Quá hay, quá ghê gớm chơi đường y số 2. Quá ghê là quá ghê. Quá ghê. Các cô gái thành phố Hồ Chí Minh của chúng tôi. Okay. Xin chào các bạn nghe, hẹn các bạn lại những clip tiếp theo của kênh Đại Lâm Bùa Đùa Gió. Các bạn nhớ thế này, nhớ share và like, like và share. Cảm ơn các bạn đã nhiều.